một không gian vừa cổ điển vừa hiện đại, chan hòa với thiên nhiên, thưởng thức các món ăn độc đáo theo phong cách ẩm thực Việt Hoa. Đó là nhà hàng Quán Nam Cháo ở số 17 Kinh Dương, khu Quán Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Món ăn được yêu thích nhất và làm nên thương hiệu ở đây đó là món cháo ếch Singapore. Thịt ếch diêm dai mềm, thấm đều gia vị, kết hợp cùng với cháo trắng sánh mịn và nóng hổi là trải nghiệm mà thực khách sẽ không thể nào quên. Ngoài ếch diêm còn có rất nhiều lựa chọn khác để ăn kèm với cháo trắng như trứng muối, cá thu khô, gan xào hay cà la thầu, tạo nên cả một thế giới cháo đa dạng hương vị. Ngoài ra, dim sum, bánh bao kim sa, giò heo hầm đậu phộng và các món ăn khác chế biến từ ếch cũng là những món mà bạn không thể bỏ qua. Không chỉ là một nhà hàng ăn, quán còn phục vụ cà phê sáng, nơi các bạn có thể tận hưởng những món đồ uống thơm ngon và đặc biệt. Hơn nữa, đội ngũ nhân viên ở đây cực kỳ tận tình và chuyên nghiệp. Quán Nam Cháo, đến một lần để rồi thực sự nhớ mong bởi hương vị đặc biệt của thế giới đa dạng các món ăn và đồ uống.